Công việc thì chỉ cần bạn nó có tính tiến thủ thôi, chứ em cũng không cần phải làm quá giàu hoặc là như thế nào. Chỉ cần tiến thủ và có ý chí trong công việc là được. Về sống chung thì hiện tại bây giờ là em có nhà Sài Gòn rồi. Thì hoặc là nếu mà anh muốn thì có thể là sống bên anh hoặc là bên em cũng được, sao cũng được. Mà tầm lại là chồng em thì rất là đẹp trai. Em rất là ứng. Cái thì anh muốn sinh tầm chục đứa hay là bao nhiêu đứa? Anh ưng em chưa? Để tí bấm nút đi rồi biết. Mình về chúng một nhà được chứ anh? Nhà ở đâu? Mời nhà trai. Đây. Mời em trai. Mời nhà gái. Chào em. Trời ơi, dễ thương quá hả? Nhà trai cũng hot boy lắm nha. Bây giờ thì nhà trai giới thiệu cho mình cho nhà gái nghe cái nè. Xin chào anh Quỳ Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên đó và chào mọi người trong trường quay. Em tên là Vũ Đức Hùng, năm nay 34 tuổi, hiện đang làm trong một công ty phần mềm. Làm ở đâu Hùng? Dạ làm quận 7 ạ. Quê Hùng ở đâu? Dạ Ninh Bình ạ. Rồi xin mời bạn nữ. Dạ em chào chị Quỳnh Lan ạ. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ chào anh bên kia và chào tất cả quý vị đang có mặt tại hôm nay. Dạ em tên là Trần Huyền Trang, năm nay em 33 tuổi. Thì hiện tại bây giờ em đang làm cho công ty xuất khẩu da cá sấu, thứ cá sấu á mọi người. Với lại em kinh doanh online thêm ạ. Hiện tại thì Trang đang ở đâu? Hiện tại đang ở Tân Bình ạ. Bây giờ em hãy nói cho nhà gái biết là mình có những điểm mạnh, điểm yếu thế nào? Điểm yếu thì chắc là em không cao lắm. Em cao có dưới 1m7. Không, vậy cũng được rồi. Điểm yếu nữa thì chắc là hơi nhút nhát khi mà chưa quen ấy. Còn quen rồi, mạnh bạo lắm đúng không? Quen rồi thì có nhiều cái để... Còn điểm mạnh thì nói chung em cũng hài hước, cũng biết chiều. Dạ. Rồi công việc thì cũng tốt, có sức khỏe đó. Có sức khỏe là sao ta? Sức khỏe là người ta chơi thể thao nhiều đó, người ta khỏe mạnh đó. Vâng. Rồi bây giờ mình nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi nhà gái. Thành ra là em làm kinh doanh á chị, thành ra là em cũng giao tiếp khá là tốt. Có thể là nấu ăn được và em rất là giỏi làm các món bánh. Em rất là thích các cái môn mà thể thao ấy, vận động mạnh. Nhà trai thấy mạnh gì thể thao đó nha. Dạ vậy thì cùng sở thích với em rồi anh. Em rất là thích leo núi và em thích chơi các cái môn ví dụ như tennis rồi á chị. Đức Hùng có thích leo núi không Đức Hùng? Dạ em mới đi có một lần. nhưng mà em thích. Thích dạ. Luôn đúng không? Dạ. Tennis em là chơi tennis khoảng 12 năm rồi. Thôi. Dạ, hai bạn này vậy là hợp nhau quá. Rồi còn điểm yếu của mình? Do là công việc của em là vừa làm công ty vừa online chị, thành ra là nhiều khi là em hơi thức khuya, dậy thì nó hơi muộn một xíu. Tôi nghe nãy giờ khen nhà gái xinh quá, tôi qua tôi xem mặt nhà gái. Dạ em chào anh. Xinh thiệt. Nhà trai bên kia thì không cao lắm, 68 nhưng mà cũng mảnh trai lắm. Nhà gái có mấy mối tình rồi? Em mới có một mối tình là gọi là duy nhất này. Còn các cái mối tình mà yêu mới tìm hiểu thì không tính không, đúng không? Dạ, mối tình nó dài không? Dạ 2 năm. Lý do sao chia tay? Do là anh đó là bộ đội mà anh ở xa quá. Vậy là không thích yêu xa đúng không? Dạ cũng không phải, mà do là nhiều khi trong quân đội không có thể sắp xếp được thường xuyên gặp nhau. Đúng rồi, yêu bộ đội phải hy sinh cái cá nhân của mình. Bởi bộ đội là kỷ luật, quân đội là phải trực chiến này kia nữa. Dạ. Ủa nhưng mà nhà gái ở nhà ở đâu mà quê đâu mà tiếng nó là lạ nha. Dạ em gốc ở Hà Tĩnh. Đúng rồi, sao nghe tiếng là lạ. Nhà trai qua coi đi. Thôi, nhà trai tôi cũng mảnh trai lắm á. Thấy không? Đây mời bà mối qua thăm nhà trai đi. Em tò mò lắm chị. Để chị qua chị có chứ chờ. Đó. Chào em. Thôi. Không cũng được em ơi. Sao cũng được, sao cũng được. Mà hơn hơi bị được. Quan trọng là nụ cười tỏa nắng. Cười cái tỏa nắng cho chị coi. Chờ có nắng nó mới tỏa. Có cười. Có răng khểnh có duyên lắm nha. Trời ơi. Sao mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Ba. Những mối tình nào mà anh sâu sắc nhất? Thì cũng có một mối tình khá sâu sắc lâu rồi. 8 năm rồi. 8 năm. Tức là cách đây 8 năm hay là yêu nhau 8 năm? Không, cách đây 8 năm. Tụi nó yêu 8 năm rồi. Yêu nhau có 2 năm thôi. Sao chia tay? Tại lúc đó cũng còn trẻ nên là có nhiều cái mình chưa có hiểu chuyện ấy. Nên là làm cho mọi thứ nó không được suôn sẻ lắm. Thế là chia tay thôi. Bây giờ em muốn tìm cái người bạn gái mà ngoại hình như thế nào, tính tình như thế nào? Thì về ngoại hình thì nói chung là dễ thương, trẻ trung. Tính thì dịu dàng, đầm đầm một tí. Tất nhiên là vẫn vui vẻ nhưng mà không có sốc nổi đấy. Y chang bên đây luôn. Vâng, thì hên quá. Em thích gái tóc dài, tóc ngắn? Nếu mà để phải chọn giữa hai bên thì thích dài hơn. Thích dài đúng không? Rồi chút mở rào cho coi. Tóc bên đây ngắn ngủng hơn ngắn thì tóc tui nữa đó. Có mẫu hình lý tưởng nào không Đức Hùng? Thì cũng có. Thí dụ? Em là fan của Mizu. À Mizu hả? Bên kia có gương mặt hơi khả ái đó. Có cái nét xinh khác Mizu. Nhưng mà anh tin chắc rằng em sẽ rất là hài lòng với gương mặt bên kia. Bây giờ là cô gái bên kia, hãy nói cho nhà trai biết là mình muốn cái mẫu hình lý tưởng như thế nào. Dạ em là
cũng khá cao anh, em cao 1m65 luôn á. Thì nhiều khi công việc đi làm cũng phải mang guốc thì chắc phải tầm hơn 1m7 cơ. Về ngoại hình thì em cũng không cần bạn nam mà cao quá, nhưng mà ít nhất cũng phải tầm tầm em đổ lên. Em thích một người con trai mà quen em là phải tự lập, không có phụ thuộc vào gia đình. Cũng lớn tuổi rồi chị, nếu mà tiến đến hôn nhân thì bọn em muốn là ở riêng chứ không ở chung gia đình. Còn về công việc thì chỉ cần bạn nó có tính tiến thủ thôi, chứ em cũng không cần phải làm quá giàu hoặc là như thế nào. Chỉ cần tiến thủ và có ý chí trong công việc là được. Bạn này có ý không? Dạ. Có ý, có chí không? Khoản đấy là tốt đó. Em cũng ra đi làm từ nhỏ, đi học xa nhà thì cũng là từ nhỏ rồi, nên là rất là độc lập. Anh ơi, dạ. Có điểm quan trọng là em là thường dậy rất là muộn, cho nên là có bạn nào mà biết nấu ăn nấu buổi sáng cho em nữa càng tốt. Em biết nấu ăn không? Em biết. Nấu buổi sáng được không? Buổi nào thì cũng nấu được thôi. Đó. Mà giờ có sẵn sàng để mà sáng nào cũng dậy nấu buổi sáng giùm cho bạn gái được không? Sáng nào cũng nấu thì chắc là hơi cực á. Chắc là cũng phải tùy. Chắc buổi được buổi không. Cái đấy nói thật, mình nói là sáng nào mình cũng nấu thì là nói dốc á. Chính xác. Chịu rồi đây. Chịu rồi đó. Hôm nay em gái đi với ai? Giờ em đi cùng với bạn em ạ. Chào em. Và xin chào trai cũng như tất cả các bạn đang xem trên đài. Em là Quang Minh, là bạn của Trang. Hai đứa chơi khá là thân với nhau. Dạ, thì nhận xét chung về nhà trai thì cũng đẹp, thua tôi chút xíu thôi. Cũng có duyên, chiều cao thì kém tôi chút xíu. Về thân hình cân đối thì chắc cũng ngang ngang tầm. Thể thao thì cũng yêu thích, đấy cũng là một cái mà phải xem xét lại. Tại vì Trang cũng là một người rất thích thể thao. Và đặc biệt Trang cũng thích một người đàn ông hài hước. Đơn ra là bạn này cũng có cái điểm để mà Trang thu hút được đấy. Này, cảm ơn bạn. Đó là những cái gì mà cô ấy thích mà bạn cô ấy vừa mới nói, nhớ mình chinh phục bằng những đó ha. Dạ, dạ. Rồi, nhà trai đi với ai cưng? Dạ, em đi với đồng nghiệp. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả các khán giả đang xem đài. Thì em thấy là chị khá là xinh và có vẻ là khá là sắc sảo. Tao quá xinh luôn. Nên anh Hùng có thể yên tâm. Em cảm ơn anh. Cảm ơn tí. Dạ. Bên bạn anh chịu rồi đó. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào đi, chứ thấy hai bạn này là có nhiều cái giống nhau lắm. Mở rào. Đây, anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn. Tặng món quà gì mở ra được luôn cho bạn mở nữ. Mở luôn rồi. Ừ. Anh mở giùm em nha. Cái này gói kỹ nên từ từ mở nha. Đừng sốt ruột nha. Dạ vâng. Đầu tiên là cái thiệp, cái này quan trọng nhất. Đọc luôn được không anh? Được. Anh chúc em khỏe mạnh, bình an và luôn đẹp gái ạ. Luôn đẹp gái ạ. Không, luôn đẹp gái là em bị thêm. Luôn đẹp gái là bị thêm. Dạ. Quà của em, đây là một cái đồng hồ đeo tay. Dạ. Và một cái vòng. Anh cũng gửi cái câu nói của anh vào đây, cái câu mà em quên không đọc. Dạ. Đó là hãy sống hạnh phúc trong từng giây phút hiện tại em nhé. Dạ, thật ra câu đó quan trọng, anh muốn giữ luôn em. Ok. Thì bởi vì đây là cái đồng hồ, đối với anh thì cái thì giờ nó rất là quan trọng, và mình phải từng phút một mình sống trong nó thì mình phải hạnh phúc với nó. Thì đấy là lý do anh mua đồng hồ. Dạ. Hay quá. Thì em cảm ơn anh rất là nhiều. Em thấy chàng trai bên đây sao? Anh có thấp quá không? Không, cái chuyện mà cao thấp không có quan trọng đâu. Biết lý do tại sao không? Người ta đi làm, người ta mang guốc cao riết rồi người ta mỏi chân, cho nên mỗi lần đi chơi thì thôi mang dép xẹp. Đã không, không cần đâu, cứ mang guốc cao cũng được. Em cũng thích phụ nữ guốc cao, mà cao hơn mình càng tốt. Cao thấp không quan trọng đây. Nói chung xử lý được hết. Ý là nếu mà đi với nhau thì phụ nữ cao hơn mình ok, chỉ có điều là sợ cô ấy chê là mình thấp hơn thôi. Đúng rồi. Còn nếu đã không vấn đề gì thì đi cao cũng tốt. Giỏi. Dạ. Thấy chưa? Trời ơi, tay tôi cũng dữ lắm á, giỡn không? Thật ra thì công việc em nó khá bận rộn, cho nên là thời gian mà để mà đi ăn đi chơi xem phim rồi thì rất là gọi là hạn hẹp luôn á. Em không có thời gian nhiều đâu. Cho nên là bây giờ ví dụ anh cũng lớn tuổi rồi, em cũng lớn tuổi rồi. Nếu mà mình có cảm tình với nhau thì em nghĩ là cái cuộc hẹn nó không quá nhiều. Nó không có quá nhiều giống như các bạn trẻ bây giờ mỗi ngày mình gặp nhau mỗi ngày được. Thì không biết là như thế thì anh có cảm thấy quá buồn hoặc là như thế nào đó. Anh không quá buồn. Nhưng mà thực ra là nên gặp nhau mỗi ngày, có thể là một tuần 3-4 buổi gì đó thì tốt hơn. Kể cả là mình đi làm bận, anh nghĩ là đi làm bận đến mấy thì bận mình cũng có thể có khoảng 30 phút 1 tiếng để mà gặp nhau. Nhất là mình cũng ở trong Sài Gòn đó, thì không có gì phải lo về chuyện đó cả. Anh đã từng tới Hà Tĩnh chưa? Anh chưa, anh ở đi Nghệ An thôi chứ chưa tới Hà Tĩnh. Khi nào có dịp thì mời anh về quê em chơi. Quê em được cái món đặc sản là kẹo cu đơ. Không biết anh chị có biết? Có biết kẹo cu đơ. Anh có biết. Anh cũng thích cái kẹo đó. Mà em có nói giọng Hà Tĩnh được không? Dạ được á. Anh cũng nghe được giọng Hà Tĩnh, em thử nói một câu anh nghe coi.
Nếu mà về nhà em nói chuyện với cha mẹ thì em nói giọng Hà Tĩnh đi. À, tổng lại là chỗ em thì rất là đẹp trai. Em rất là ứng, em rất là ứng. Dễ thương quá à. Là cái này rất đó. Được đấy. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Nếu mà ở quê tầm tuổi em thì người ta gọi là cũng ế rồi đó. Ừ. Nhưng mà do là em sống ở Sài Gòn từ nhỏ đến lớn thì thành ra em cũng thấy bình thường, không sao cả. Ừ. Thì nếu mà anh với em mà cảm thấy ưng nhau á, mà tìm hiểu nhau thì em nghĩ là cũng dành cho nhau thời gian nhất định nào đó thì mình cũng tiến tới hôn nhân thôi. Thì anh cũng tầm tuổi lập gia đình được rồi mà em cũng vậy. Ừ. Còn về sống chung thì hiện tại bây giờ là em có nhà Sài Gòn rồi. Ừ. Thì hoặc là nếu mà anh muốn thì có thể là sống bên anh hoặc là bên em cũng được, sao cũng được. Ừ. Nhưng mà em thích kiểu như là không sống chung bố mẹ, có thể là gần sát bên cũng được. Kiểu mình hơi xa thì mình có thể có tình cảm nhiều với bố mẹ hơn. Lâu lâu mình sang mình chăm sóc rồi mình quan tâm đến hai bác, đến bố mẹ của mình. Nhá, thì không biết là ý anh như thế nào. À không, anh thì anh tôn trọng điều đó thôi. Khi mà bố mẹ mình già yếu ấy, lúc đầu mình có thể không sống chung với bố mẹ cũng được, nhưng khi mà bố mẹ mình già yếu, cái lúc mà lúc nào cũng cần mình ở bên thì đương nhiên mình phải sống với bố mẹ rồi. Thậm chí là nếu mà bố mẹ của em có vấn đề gì đấy, anh cũng hoàn toàn có thể chung sống với bố mẹ của em. Thì đấy là cái đoạn sau. Còn đoạn trước thì anh hoàn toàn tôn trọng, anh đồng ý cái chuyện đó ha. Dạ. Ừ. Bố mẹ thì mình chỉ có một thôi mà. Ừ. Phần con cái thì anh muốn sinh tầm chục đứa hay là bao nhiêu đứa? Bà ổng nhôm nhắc ra bà nhắm đã được 10 đứa không mà bà hỏi. Sao em thích gia đình nhiều đông con đó chị? Mình thích thì thực ra anh cũng thích. Nhưng mà chuyện thích là một chuyện thôi. Còn mình sinh con mình ra, mình có rất nhiều thứ phải lo. À, nên anh nghĩ là anh chỉ mong muốn từ 1 đến 2 thôi. 2 chắc là 2 là đã là nhiều rồi. Dạ nên rồi, ok anh. Rồi giờ quen nhau rồi tính bao lâu tiến tới? Em thì không quan trọng chuyện là bao lâu về. Thực ra em thì không có quá nhiều áp lực về chuyện là phải lập gia đình hay là sinh con. Thực sự là như thế. Còn ví dụ Trang là cái mong muốn của em thôi. Mà anh cảm thấy ok thì là anh tới. À. Thì nếu mà quen thì năm sau có thể là kết hôn cũng được, cuối năm sau cũng được chị. Năm sau đó có ok không? Bây giờ mình nói vậy thôi, đâu có thể là năm sau cưới luôn được. Cái đó là cái chuyện sau này hai người còn sau chương trình còn tìm hiểu nữa. Thì mình cứ chốt phát đi anh. Chốt trước đi, tìm hiểu tiếp. Đúng rồi. Em bước tới nắm tay cô ấy ha. Mình giao lưu về mặt cảm xúc chút xíu đi nào. Đàn ông hiện đại mạnh mẽ lên. Anh thấy rằng cô ấy mạnh mẽ hơn rồi đó. Cứ nắm tay cô ấy nào. Dạ. Anh rất là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho anh em mình có cái nhân duyên gặp ngày hôm nay. Thì em rất là đẹp. Em cảm ơn. Nói chung về ngoại hình thì không có gì để chê cả. Rồi công việc và mọi thứ, quan điểm của em thì anh cũng rất là đồng tình thôi. Anh mong là sau cái chương trình này mình có cơ hội để mình gặp nhau ít nhất là một vài bữa nữa ha. Rồi mình sẽ trao đổi kỹ hơn về mọi thứ. Bởi vì ở trong khuôn khổ chương trình thì nhiều khi mình không bộc lộ hết được. Anh mong muốn là dù sau này có như thế nào đi nữa thì mỗi một cái khoảnh khắc của mình trôi qua, mình đều có cái niềm hạnh phúc, có cái niềm vui ở trong đó. Ví dụ như khoảnh khắc bây giờ, còn sau này như thế nào thì kệ nó, không biết. Vậy bây giờ anh, nếu em có bài hát nào mà hay thì em có thể tặng anh một câu cũng được. Bởi vì anh hát rất dở. Nhưng mà anh đang rung anh ạ. Anh đang rung. Anh có rung mà. Nhưng mà anh rung vậy làm sao mà em hát được? Thì anh thả ra nha. Thôi anh thả là khó hát. Mời anh. Dạ vậy thì em hát thì không hay đâu. Ừ. Dạ nhưng mà cũng gửi tặng anh với tất cả mọi người đây một phút nhanh nha. Em không chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười. Em cũng chỉ giống như bao người, được anh bên cạnh và mình em thôi. Hay quá. Dạ, vậy đã. Thật ra em không có thuộc bài đó lắm, nhưng mà em thấy chắc là nó hợp với cái tình cảnh này đó. Nhưng mà em thấy anh vẫn rung anh ạ. Thì phải rung chứ. Anh làm sao mà hết rung được, chắc là phải không có ai ở đây. Thì coi như không có tụi tôi trên đây đi, nãy giờ tụi tôi có thấy gì đâu. Anh ưng em chưa? Anh ưng em chưa? Để tí bấm nút đi rồi biết. Minh về chúng một nhà được chứ anh? Nhà em ở đâu? Chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng, bắt đầu chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Bây giờ không có rung nữa nha Hùng. Dạ em rung. Dạ em rung đúng không? Dạ kỳ vậy. Phản ứng em nó ngược vậy. Quên thì chắc không quên được đâu. Tại vì tính của em là trung thủy lắm. Nhưng mà người ta thì có người yêu mới rồi, thì không quên thì cũng phải buộc phải quên thôi. Ừ, cũng được. Dạ. Mẫu hình lý tưởng của em là như Huyền Linh. Khuôn mặt tròn. Anh thấy em cũng rất là dễ thương. Những cái mong muốn của em thì anh làm được. Xin mời nhà gái.
nền nã quá. Mời nhà trai. Đây, mời nhà trai ngồi. Bạn nữ giới thiệu về mình trước đi thôi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý vị khán giả. Em là Đặng Thị Như Ý, năm nay em 33 tuổi, em đến từ Khánh Hòa. Sao hồi hộp quá Như Ý? Rung quá, rung mà mình đang thấy rung. Nghe giọng mình nói hồi hộp nó có vẻ hơi hồi hộp đúng không? Nè, nắm tay chị gái cho hết rung. Như Ý làm nghề gì vậy Như Ý? Dạ, em là kế toán ạ. Thoải mái lên Như Ý ha, coi nhà trai nè. Dạ, em xin chào anh, chào khán giả và chào chị bên kia rồi và em gái bên kia. Thì em là Bùi Văn Trình, hiện tại là em công tác tại Trung học cơ sở Thành Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. À, tức là thầy giáo dạy Tây Ninh luôn. Dạy môn gì là chính? Dạ em dạy sinh kỹ thuật nông nghiệp. Năm nay em 39 tuổi ạ. 39 bên kia 33. Thôi bây giờ mình nói qua tới cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ. Em điểm mạnh của em là em thiên về gia đình, nên là em sống với gia đình là nhiều. Em làm việc gì nó cũng chậm hết. Đó là điểm yếu của em. Làm kế toán đếm tiền có chậm không em? Dạ chậm, nó mới không bị sót tiền. Tại chậm mới không lộn. Còn nhà trai nè. Thì nói chung em cũng nhiều cái đam mê lắm. Thì em nói điểm mạnh trước nha. Nói chung em thì cũng thích ca nhạc, thích chơi thể thao, thích chăn nuôi trồng trọt. Giờ hát gì cho nó vui cái không? Thích hát cho vui coi nào. Thôi em cũng xin phép hát bài tặng mọi người nha. Trời ơi. Hát chưa? Thở ra không à. Bên đây nói không rung mà làm tôi rung hơn nữa. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn. Hot trend TikTok theo à? Tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông nặng lòng yên ả. Vẫn đợi thuyền nhờ bên sẽ quay về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã. Có phải em vội quên đi tất cả, ngày sông thuyền thủy chung một bên đò. Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh. Về bên anh không ồn ào sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình anh. Nhà gái thấy làm sao? Dạ hát hay quá. Trời, nhà gái đây kêu hát hay quá, cười tủm tỉm hoài từ nãy giờ luôn. Thầy gái có làm bài cho nó vui vui đỡ hồi hộp không? Dạ, em hát bài Chờ Người. Thôi rồi, có chờ rồi, có chờ rồi đó. Một người con gái đứng nhìn nhìn vành nón lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha. Lòng nàn sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa. Mà năm tháng đã dần qua. Hay quá. Trời ơi. Hát xong tôi thấy nhà trai tôi khoái luôn đó. Tôi thấy là mới vô đề thấy hai người hợp nhau rồi đó. Vậy là không có rung đâu. Bây giờ nhà gái bên kia cho chúng tôi biết là đường tình duyên sao nè. Dạ em chỉ có một mối tình chính thức thôi. Còn mấy những mối tình khác thì chỉ là mà quen tìm hiểu được giới thiệu thôi, nhưng mà cảm thấy không hợp nên là cũng không có quen lâu. Nhà mối tình chính thức của mình được mấy năm? Dạ chắc cũng được 3 năm. Dài rồi nha. Rồi sao chia tay? Dạ chắc là định mệnh nó không đến. Lúc chia tay hỏi sao chia tay thì kêu là không hợp thì chia tay thôi. Thế là các bạn kia nói với em là không hợp thì chia tay dạ. Không? Rồi em cũng không tìm hiểu lý do tại sao không hợp. Dạ cũng biết chứ, tại vì người ta cũng là giáo viên. Trời đất, đừng có nói giáo viên nha, bên đây đụng chạm nha. Dạ vỡ, hồi nãy nghe cũng sợ. Giáo viên bên đây người ta không có nói gì đâu. Còn mình sao, mấy mối tình? Dạ em thì chính thức thì em cũng có 2 mối tình. Nhưng mà cái mối tình đầu tiên đó thì mối tình thời thơ ấu mà nói chung em quen hơi lâu. Em cũng chờ đợi nhiều năm lắm. Mấy năm mà lâu? Chắc khoảng 7-8 năm gì đó. Mà chờ hoài người ta không nói năng tiếng nào hả thầy? Cũng có nói tiếng yêu thương. Nhưng mà cuối cùng người ta lo về cái việc gia đình người ta. Rồi người ta đi làm xa hết rồi người ta đi luôn. Đi luôn? Thấy thương không? Rồi mình đau khổ mấy năm mình mới quen tiếp người khác. Dạ rồi cũng đâu một vài năm gì đó rồi em cũng để cho tỉnh táo lại rồi bắt đầu em muốn quen người khác. Cũng được 1-2 năm gì đó rồi người ta thì nói chung cũng có cho lỗi cho em một phần. Lỗi sao? Thứ nhất là mình không có hiểu người ta lắm. Có nhiều vấn đề người ta lại cho mình là khó, nhưng mà mình thấy là tốt, mình có không hiểu sao nữa. Sự chia sẻ của người ta đối với mình như nó chưa có gì lắm. Cuối cùng là mình tại lỗi do mình không hiểu người ta lắm. Câu này nãy em nói là anh nghĩ rằng câu này đúng. Dạ. Dạ chào thầy. Dạ chào chị. Dạ thầy ơi, thầy mối tình đó thầy chia tay lâu chưa? Dạ thì chắc cả hơn năm rồi chị. Là quên hết chưa? Quên thì chắc không quên được đâu, tại vì tính của em là trung thủy lắm,
nhưng mà người ta thì có người yêu mới rồi thì không quên thì cũng phải buộc phải quên thôi. Ừ, cũng được. Giờ sao cái vụ này tôi thấy bà mối bà bắt đầu tới tí tới rồi đó. Đúng rồi đó, không được đâu. Vụ này căng à. Nên giờ ví dụ đi ngang qua đường cái gặp lại người yêu cũ rồi lúc đó lòng dạ mình nó làm sao? Dạ thì em vẫn chào bình thường, bạn bè anh em bình thường thôi. Chào em. Có xốn sang không? Thì chắc cũng bình thường thôi à, cũng như mọi người thôi à. Thầy có thể nào cho em biết là cái hình mẫu lý tưởng của thầy nó là như thế nào không? Thực tế thì hình mẫu lý tưởng của em là em cũng mong muốn là có một người phụ nữ về ngoại hình là không có mập quá và cũng không có lùn quá. Rồi em thích phụ nữ tóc dài. Tại hồi nhỏ thì nói chung em cũng thường coi phim kiếm hiệp á. Nói chung là thích mấy cô giống như trong phim kiếm hiệp vậy thôi. Thầy có thích người bạn gái của thầy mặc áo dài không? Cũng có thích người phụ nữ là mặc áo dài. Em nói thầy nghe là nãy giờ những cái mong muốn của thầy á là bên kia khó hết. Khó hết luôn đúng không? Có. Bây giờ tôi coi sao nè. Ông Mai thấy sao, hợp lý không? Hợp lý. Chịu đàn gái. Rồi bây giờ nè, mình đàn gái mình nói về cái mẫu hình lý tưởng của mình đi. Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là như Huyền Linh á. Khuôn mặt tròn. Không sao, thầy giáo có nét đàn ông hơn Huyền Linh. Thầy giáo đẹp trai trẻ trong Huyền Linh. Tóc thầy giáo gần gần bằng Huyền Linh. Cảm ơn em đã lấy anh làm hình mẫu. Rồi, được rồi, tôi thấy là được. Bây giờ là cái điều gì mà mình không thích ở con trai? Không thích là nói nhưng mà không có làm. Nói được là phải làm được, phải có chứng kiến, quyết đoán. Nhưng mà không có gia trưởng, không bảo thủ. Được không? Dạ, ok anh. Ok. Còn bên kia có điều gì không thích ở phụ nữ không? Không có điều gì không thích, nói luôn. Phụ nữ nói chung đừng có dữ quá. Nói chung cũng đừng có cái tôi của mình lớn quá. Tại vì tính của em là cũng giả sử em có giận á, em giận chỉ có khoảng ngày à, là em quên à. Thầy ơi, mình giận một ngày là mình hơi nhiều rồi đó thầy. Mình nhắn lại vậy thầy ơi, giận ngày là buồn Ngọc lắm. Ngọc Lan mà giận ngày cho đi luôn. Một giờ là đủ buồn rồi thầy. Dạ vậy thôi thì em ráng cố gắng lại. Em thì cũng dễ giận lắm, nhưng mà quan trọng là người đó làm sao để em hết giận mới là quan trọng. Bên đó chỉ khó lúc chi tiền thôi. Kế toán mà, thấy không? Cứ đưa tiền vô thôi. Kế toán là cứ đưa vô thôi, không có lấy ra được không? Dạ, tới đó thì em đưa luôn cái thẻ ATM cho... Đưa thẻ ATM luôn. Đưa thẻ có chứ thẻ đưa thẻ không. Bên đây nói là đưa thẻ ATM là phải có tiền trong đó nha. Thì tháng này không có thì tháng sau có anh. Tại vì lương tháng nằm trong đó mà. Ra lăng chưa? Tôi đưa thẻ ATM luôn. Được á, tôi chịu rồi. Chịu không? Tôi chịu. À, rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nè. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với mấy chị đồng nghiệp. Dạ, thấy nhà trai thì cũng được đó. Cũng nói chung là chị thấy là chấm ok. Còn có gì góp ý nhà trai không? Dạ, góp ý thì chưa có góp ý được. Quen thì có cơ hội là quen xong mai mốt mình góp ý sao. Rồi, cảm ơn nha. Không có gì góp ý nhà trai tôi đúng không? Chưa, chứ không phải là không nha. Thầy đi với ai? Dạ, hôm nay thì em tới trường quay chung với chú của em. Và một em nữa là em hàng xóm. Nói chung em trai hàng xóm, còn một em nữa là em đồng nghiệp. Mời chú người lớn chú coi sao chú. Cháu gái này cũng hồi đủ cái chắc cũng thấy nhìn thấy cũng hồi đủ công dung ngôn hành á. Nên cũng hôm nay mà kết hợp giữa hiện đại và truyền thống thì càng tốt. Mong hai cháu xem xét rồi có quyết định đúng đắn để đi tới tương lai. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Bây giờ thầy giáo hít thở thật sâu vô nha. Thở đều ra, mạnh mẽ lên, chuẩn bị gặp đối phương nha. Mở rào. Có lẽ phải đem bánh tráng cặn bàn, bánh canh cặn bàn Tây Ninh. Hôm nay thì anh lại đây thì anh cũng chưa có chuẩn bị gì được. Anh chỉ có bó hoa tặng em làm kỷ niệm. Mình mở ra luôn. Hôm qua dễ thương quá. Nói chung nhà anh cũng có một cái máy may. Để em không phải tự may, nhưng mà cái này ý nghĩa là sau này sẽ cuộc sống an nhàn, lúc nào cũng có nhau. Nếu mà em mà chấp nhận thì anh sẽ là thì cái ông chú ở đây. Hợp. Tôi là mai là mối, tôi thấy hợp rồi đó. Đầu tiên là thấy phong thủy tốt rồi đó. À, thật ra thì em rất là dễ thương, đẹp. Nói chung ngoài sức tưởng tượng của anh. Nếu mà có cơ hội ấy, thì anh cũng rất muốn cùng em đi đi dã ngoại ở đâu đó cũng được. Nói chung em có thích đi dã ngoại không? Dạ, em thích đi kiểu nghỉ dưỡng.
bây giờ hẹn hò với nhau thì gặp gỡ nhau ở đâu? Tại vì thầy là hình như dạy ở Tây Ninh là chắc thầy cũng ở phía trên đó hả thầy? Có bị xa nhau quá không? Rồi hẹn hò nhau sao rồi? Thật ra ở đó thì đây thì chắc cũng không xa đâu. Nếu thật sự mà em có một cái cảm giác gì đó thấy anh cũng được được thì một tháng thì anh chắc lên ít nhất là 2 lần. Thầy ơi, 2 lần hơi ít thầy ơi. Thầy ơi, mình bây giờ mình 39 tuổi rồi. Một tháng thầy lên 2 lần rồi tới chừng nào mới đám cưới? Ta lên 2 lần mà chất lượng. Phải lên nhiều. Quan trọng là chất lượng thôi chứ không phải là số lượng. Dù hè thì anh cũng nghỉ được mấy tháng hè đó. Thì hè có thể thì anh sẽ lên thăm em thường xuyên hơn. Hè ta chốt trên đây 3 tháng luôn. Quan trọng là có thật tâm hay không? Nó mới quan trọng. Đúng rồi. Dù anh ở đâu đi chăng nữa mà phải có sự tin tưởng hay là chân thật với nhau đó, thì ở đâu cũng được. Ông Mai ơi, tôi thấy thầy giáo của tôi nhấp nháp nhỡm chắc được làm. Muốn qua rồi đó. Qua để mà qua luôn. Qua. Giờ nắm hai tay đây cô em gái kế toán đây đưa tay đây. Bây giờ này đó, đây. Đó. Hai người nhìn thẳng vô mắt nhau. Mình nói hết những cái gì mình suy nghĩ về cô này. Nói cho cô biết ha. Dùng là thật ra thì anh thấy em cũng rất là dễ thương. Thì những cái mong muốn của em thì anh làm được. Nếu mà thật sự mà em có một chút tình cảm đối với anh á, thì em cứ tin tưởng anh. Yeah. Anh sẽ cố gắng. Theo như anh nói thì em cảm thấy nó cũng thật. Thì nếu như mà được thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Tại vì em cũng có tuổi mà anh cũng có tuổi. Đừng có nói cái vụ tuổi tác đây, nó đụng chạm nhiều người lắm. Bây giờ nè, thầy giáo hát một đoạn nào đó tặng cô giáo đi. Về tình yêu đôi lứa chẳng hạn. Hay là mình song ca. Đúng rồi. Đúng đó. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao anh ngỡ duyên mình bền lâu, suốt đời tình khắc sâu. Nhớ thương đầy vơi mong thấy sao ai mỉm cười là mối sinh tùy người. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi vào đó và nghe hơi gió tăng rằng mình vừa mơ. Khi yêu hôn như nở hoa dây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại hoạt theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hôn như nở hoa trong chờ hồi âm tắc ngay trong lòng, chỉ thấy thiệp hồng. Hai cái bàn tay từ từ lúc còn thẹn thùng á, sau đó họ nắm chặt lấy nhau và bấm lẫn nhau, khều khều nhẹ nhẹ lướt qua cái bàn tay, trời ơi đã lắm. Đấy, tình yêu bắt đầu từ những cái điều đó. Chúng tôi không hề có một kịch bản nào cả, tất cả đều xuất phát từ tận trái tim của mỗi con người với nhau thôi. Còn bây giờ nó sẽ là sự quyết định cũng từ trái tim của mình. Bây giờ mình đếm tới 3, muốn bấm thì bấm. Quyền quyết định của hai người, 1, 2, 3. Chúc mừng nha. Nào, bây giờ chính thức là hai người hẹn hò với nhau rồi đó, mình nắm tay đi nào. Giờ là đó, giờ thiệt nắm rồi tay đó. Công khai được đó, rồi. Công khai rồi đó, đó đúng rồi. Nào, xem vô, xem cái tay vô. Đó đúng rồi đó. Ôi, chúc chúng ta sẽ hạnh phúc. Sớm thông báo cho chương trình tin vui nha. Chắc không quên được đâu. Tại vì tiếng của em là trung vị đó. Nhưng mà người ta thì có người yêu mới rồi thì không quên thì cũng phải quên thôi. Được. Dạ, mẫu hình lý tự tên là Duyên Huyền Linh. Thôi à, chào. Tại em cũng rất là dễ thương. Những cái mong muốn của em thì anh làm được. Xin mời nhà gái. Nền nã quá. Mời nhà trai. Xin
tay gọi. Bạn nữ giới thiệu về mình trước đi thôi. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý vị khán giả. Em là Đặng Thị Như Ý. Hôm nay em 33 tuổi, em đến từ Khánh Hòa. Rồi, hợp quá Như Ý. Đúng quá, đúng mày, mình đang thấy cũng... Nghe giọng mình nó hồi hộp, nó có vẻ hơi hồi hộp đúng không? Nè, nắm tay chị con gái cho hết luôn. Như Ý làm nghề gì Như Ý? Dạ, em là kế toán ạ. Thoải mái lên Như Ý ha. Coi nhà trai nè. Dạ, em xin chào anh. Chào khán giả và chào chị bên kia rồi và em gái bên kia. Thì em là Bùi Phương Trình. Hiện tại là em công tác tại Trung học cơ sở Thành Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tôi là thầy giáo dạy Tây Ninh luôn. Dạy môn gì là chính? Dạ em dạy sinh kỹ thuật nông nghiệp. Mà năm nay em 39 tuổi à. 39 bên kia 33. Thôi bây giờ mình nói qua tới cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ. Em, điểm mạnh của em là em thiên về gia đình. Nên là em sống gia đình là nhiều. Em làm việc gì nó cũng chậm hết. Đó là điều yếu của em. Làm kế toán đếm tiền của chậm không em? Dạ chậm lắm. Có phải đếm chậm mới không lộn. Còn là nhà trai nè. Thì nói chung em cũng nhiều cái đam mê lắm. Thì em nói điểm mạnh trước nha. Nói chung em thì cũng thích ca nhạc, thích chơi thể thao, thích chăn nuôi trồng trọt. Giờ hát gì cho nó vui cơ. Hết hát, hát cho vui coi nào. Thì em cũng xin phép hát bài tặng mọi người nha. Trời ơi, hát chưa? Thật ra không à, bên đây thì nói không rung, mà làm tôi rung hơn nữa. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn. Hót trên TikTok. Theo tiếng gọi, ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông nặng lòng yên ả. Vẫn đợi thuyền, nhờ bên sẽ quay về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả? Ngày sông thuyền thì chung một bên đò. Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lên đây. Về bên anh không ồn ào sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình anh. Nhà gái thấy làm sao? Dạ hát hay quá. Trời, nhà gái đây kêu hát hay quá, cười tủm tỉm hoài từ nãy giờ luôn. Nhà gái có làm bài cho nó vui vui đỡ hồi hộp không? Dạ, em hát bài chờ người. Ôi ôi, có chờ rồi, có chờ rồi đó. Một người con gái đứng nhìn nhìn vành nón lá. Đường
chiều bờ đê nói xưa kỷ niệm thiết tha. Lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa. Mà năm tháng đã dần qua. Trời ơi, hát xong tôi thấy nhà trai tôi khoái luôn đó. Thế là giờ mới vô đề thấy hai người hợp nhau rồi đó. Vậy là không có rung đâu. Bây giờ nhà gái bên kia cho chúng tôi biết là đường tình duyên sao nè. À, giờ em chỉ có một mối tình chính thức thôi. Còn mấy những mối tình khác thì chỉ là một quen tìm hiểu, được giới thiệu thôi. Nhưng mà cảm thấy không hợp nên là cũng không có quen đâu. Nhờ mối tình chính thức của mình được mấy năm? Dạ, chắc cũng được 3 năm. Dài rồi nha. Rồi sao chia tay? Dạ, chắc là định mệnh nó không đến. Lúc chia tay hỏi sao chia tay thì kêu là không hợp thì chia tay thôi. Thế là cái bạn kia nói với em là không hợp thì chia tay thôi. Rồi em cũng không tìm hiểu lý do tại sao không hợp. Dạ, dạ biết chứ. Tại vì người ta cũng là giáo viên. Trời đất, đừng có nói giáo viên nha, bên đây đụng chạm nha. Dạ vỡ, hồi nãy nghe cũng sợ. Giáo viên bên đây người ta không có nói gì đâu. Còn mình sao, mấy mối tình? Dạ em thì chính thức thì em cũng có 2 mối tình. Nhưng mà cái mối tình đầu tiên đó thì mối tình thời tảo mà nói chung em quen hơi lâu. Em cũng chờ đợi nhiều năm lắm. Mấy năm mà lâu, chắc khoảng 7-8 năm gì đó. Mà chờ hoài người ta không nói năng tiếng nào hả thầy? Cũng có nói tiếng yêu thương. Nhưng mà cuối cùng người ta lo về cái việc gia đình người ta, rồi người ta đi làm xa hết rồi người ta đi luôn. Thì thương không? Rồi mình đau khổ mấy năm mình mới quen tiếp người khác. Dạ rồi cũng đâu một vài năm gì đó rồi em cũng để cho tỉnh táo lại rồi bắt đầu em muốn quen người khác. Cũng được 1-2 năm gì đó rồi người ta thì nói chung cũng có cho lỗi cho em một phần. Lỗi sao? Thứ nhất là mình không có hiểu người ta lắm. Có nhiều vấn đề người ta lại cho mình là có, nhưng mà mình thấy là tốt, mình cũng không hiểu sao nữa. Sự chia sẻ của người ta đối với mình thì nó chưa có gì lắm. Cuối cùng là mình phải lỗi do mình không hiểu người ta lắm. Câu này nãy em nói là em nghĩ rằng câu này đúng. Dạ. Dạ, chào thầy. Dạ, chào chị. Dạ, thầy ơi, thầy mối tình đó thầy chia tay lâu chưa? Dạ, thì chắc này chắc cả hơn năm rồi chị. Là quên hết chưa? Quên thì chắc không quên được đâu. Tại vì tính của em là trung thủy lắm. Nhưng mà người ta thì có người yêu mới rồi thì không quên thì cũng phải buộc phải quên thôi. Cũng được. Giờ sao ví dụ này tôi thấy bà mối bà đầu bà ta tí tới rồi đó. Đúng rồi đó, không được. Ủa đi chăng à? Nên giờ ví dụ đi ngang qua đường cái gặp lại người yêu cũ rồi lúc đó lòng dạ mình nó làm sao? Dạ thì em vẫn chào bình thường, bạn bè anh em bình thường thôi. Chào em. Có xuống sang không? Thì chắc cũng bình thường thôi à, cũng như mọi người thôi à. Thầy có thể nào cho em biết là cái hình mẫu lý tưởng của thầy nó là như thế nào không? Thực tế thì hình mẫu lý tưởng của em là em cũng mong muốn là có một người phụ nữ về ngoại hình đó là không có mập quá,
và cũng không có lùng quá. Em thích phụ nữ tóc dài. Em hồi nhỏ thì nói chung em cũng thường có phim kiếm hiệp á. Nói chung là thích mấy cô giống như trong phim kiếm hiệp vậy thôi. Thầy có thích người bạn gái của thầy mặc áo dài không? Cũng có thích người phụ nữ là mặc áo dài. Em nói thầy nghe là nãy giờ những cái mong muốn của thầy á là bên kia khó hết. Khó luôn đó. Khó. Bây giờ tôi coi sao nè. Anh Mai thấy sao, hợp lý không? Hợp lý. Chịu đàn gái. Rồi bây giờ nè, mình đàn gái mình nói về cái mẫu hình lý tưởng của mình đi. Dạ. Mẫu hình lý tưởng theo là như Huyền Linh á. Ôi à, chào. Không sao. Thầy giáo của nét đàn ông hơn Huyền Linh. Thầy giáo đẹp trai trẻ trung hơn Huyền Linh. Tóc thầy giáo gần gần bằng Huyền Linh. Cảm ơn em đã lấy em làm hình mẫu. Rồi, giờ đây tôi thấy là được. Gái ơi, bây giờ là cái điều gì mà mình không thích ở con trai? Không thích là nói nhưng mà không có làm. Nói được là phải làm được. Phải có chứng kiến, quyết đoán. Nhưng mà không có gia trưởng, không bảo thủ. Được không? Dạ ok anh. Ok. Còn bên kia có điều gì không thích ở phụ nữ không? Không, có điều gì không thích nói luôn. Phụ nữ nói chung đừng có dữ quá. Nói chung cũng đừng có cái to của mình lớn quá. Tại vì tính của em là cũng giả sử em có giận á. Em giận chỉ có khoảng ngày là em quên à. Thầy ơi, mình giận một ngày là mình hơi nhiều rồi đó thầy. Mình ngắn ngắn lại vậy thầy ơi, giận ngày là buồn lắm á. Lan mà giận ngày cho đi luôn. Một giờ là đủ buồn rồi thầy. Dạ dạ vậy thôi thì em đáng cố gắng lại. Em thì cũng dễ giận lắm. Nhưng mà quan trọng là người đó làm sao để em hết giận mới là quan trọng. Bên đó chỉ khó lúc chi tiền thôi. Kế toán mà, không? Kế toán là cứ đưa vô thôi. Không lấy ra được không? Dạ, tới đó thì em đưa luôn cái thẻ ATM cho... Đưa thẻ ATM luôn. Đưa thẻ có thể đưa thẻ không? Bên đây nói là đưa thẻ ATM là phải có tiền trong đó nha. Thì tháng này không có thì tháng sau có anh. Tại vì đứa sáng bằng trong đó mà. Giờ lần chưa tôi đưa thẻ ATM luôn. Ngọt á, tôi chịu rồi. Chịu không? Tôi chịu. Rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nè. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với mấy chị đồng nghiệp. Dạ, thấy nhà trai thì cũng được đó. Cũng... nói chung là... chị thấy là... chấm... ok. Còn có gì góp ý nhà trai không? Dạ, góp ý thì chưa có góp ý được. Quen thì có cơ hội là quen xong mới mốt mình góp ý sao? Rồi, cảm ơn không? Anh muốn gì góp ý nhà trai tôi đúng không? Chưa, chứ không phải là không nha. Phải đi với ai? Dạ, hôm nay thì em tới trường quay chung với chú của em. Và một em nữa là em hàng xóm.
Nói chung em trai hàng xóm, còn một em đó là em đồng nghiệp. Mời chú người lớn chú coi sao chú. Cháu gái này cũng là hồi đủ cái chắc cũng hay nhìn thấy cũng hồi đủ công dung ngôn hành ấy. Về cũng hôm nay mà kết hợp giữa hiện đại với truyền thống thì càng tốt. Mong hai cháu xem xét và có quyết định đúng đắn để đi tới tương lai. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Bây giờ thầy giáo hít thở thật sâu vô nha. Thở đều ra, mạnh mẽ lên, chuẩn bị gặp đối phương nha. Mở rào. Lễ phải đem bánh tráng cân bàn, bánh canh cân bàn thí linh. Nếu có tay thì ăn để tay thì anh cũng chưa có chuẩn bị gì được. Anh chỉ có bó hoa tặng em làm cho bó hoa kỷ niệm. Mình mở ra luôn. Hôm qua dễ thương quá. Nói chung nhà anh cũng có một cái máy may. Thì em không phải thợ may, nhưng mà cái này ý nghĩa là sau này cái cuộc sống anh và nào cũng có nhau. Nếu mà em mà chấp nhận thì anh sẽ là thì rồi cái công chủ ở đây. Là mai là mối tôi thấy hợp rồi đó. Đầu tiên là thấy phong thủy tốt rồi đó. Và thật ra thì em rất là dễ thương, đẹp, nói chung ngoại sức tưởng tượng của anh. Nếu mà có cơ hội thì anh cũng rất muốn cùng em đi ra ngoài ở đâu đó không được. Chúng em có thích đi ra ngoài không? Dạ, em thích. Em đi thích đi kiểu nghỉ dưỡng. Bây giờ hẹn hò với nhau thì gặp gỡ nhau ở đâu? Tại vì thầy là hình như vậy á, Tây Ninh là chắc thầy cũng ở phía trên đó hả thầy? Có bị xa nhau quá không? Rồi hẹn hò nhau sao rồi? Thật ra ở đó thì đây thì chắc cũng không xa đâu. Nếu thật sự mà em có một cái cảm giác gì đó thấy anh cũng được thì một tháng thì anh chắc lên ít nhất là hai lần. Thầy ơi, hai lần hơi ít thầy ơi. Thầy ơi, mình bây giờ mình 39 tuổi rồi. Tháng thầy lên hai lần rồi tới chừng nào mới đám cưới? Ta lên hai lần mới chất lượng. Phải lên nhiều. Quan trọng là chất lượng thôi chứ không phải là số lượng. Mùa hè thì anh cũng nghỉ được mấy tháng hè đó. Thì hè có thể thì anh sẽ lên thăm em thường xuyên hơn. Hè vẫn tập chốt cho đây 3 tháng luôn. Quan trọng là có thật tâm hay không? Nó mới quan trọng. Đúng cho rồi. Dù anh ở đâu đi chăng nữa mà phải có sự tin tưởng hay là chân thật với nhau thì ở đâu cũng được. Ông Mai ơi, tôi thấy thầy giáo cứ nhấp nháp nhởm chắc là muốn qua rồi đó. Qua để mà nắm tay luôn. Qua. Giờ nắm hai tay ở đây của em gái cái đó đây tay này. Bây giờ mà nó đây, đó. Hai người nhìn thẳng vô mắt nhau. Nói hết những gì mình suy nghĩ về cô này. Nói cho cô biết ha.
chung là thật ra thì anh thấy em cũng rất là dễ thương. Thì những cái mong muốn của em thì anh làm được. Nếu mà thật sự mà em có một chút tình cảm đối với anh á, thì em cứ tin và tin tưởng anh. Anh sẽ cố gắng. Theo như anh nói thì em cảm thấy nó cũng thật. Thì nếu như mà được thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu thì em cũng có tuổi mà anh cũng có tuổi. Đừng có nói cái vụ tuổi tác đây, đụng chạm nhiều người lắm. Bây giờ nè, thầy giáo hát một đoạn nào đó tặng cô giáo đi, về tình yêu đôi lứa chẳng hạn. Hay là mình xong ca? Đúng rồi. Đúng đó. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm năm sau anh ngỡ duyên mình bên lâu, suốt đời tình khắc sâu. Nhớ thương đầy vơi mong thấy hai mỉm cười là nỗi sinh tình người. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi vào đó, và nghe hơi gió tâm rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại hoặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư chào cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm tắc ngay trong lòng. Chỉ thấy thiệp hồng. Hai cái bàn tay từ từ lúc còn thành thẹn thùng á, hai đứa họ nắm chặt với nhau và bấm bấm lẫn nhau, khều khều nhẹ nhẹ lướt qua cái bàn tay. Trời ơi, đã lắm. Thế tình yêu bắt đầu từ những cái điều đó. Chứ tôi không hề có một kịch bản nào cả. Tất cả đều xuất phát từ tận trái tim của mỗi con người với nhau thôi. Còn bây giờ nó sẽ là sự quyết định cũng từ trái tim của mình. Bây giờ mình đếm tới 3. Quyền quyết định của hai người. 1, 2, 3. Xin được mời. Chúc mừng. Chúc mừng nha. Vào. Bây giờ chính thức là hai người hẹn hò với nhau rồi đó. Mình nắm tay đi nào. Giờ lên. Đó,
Dạ thì nắm tay công khai được rồi. Công khai đó, đó, đúng rồi. Nào xem vô xem cái tay vô. Đó, đúng rồi đó. Ôi, tức là bà sẽ hạnh phúc. Sớm thông báo cho chương trình tin vui nha.